Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh Nhân Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái cơ cấu mở cửa hay chúng ta thường gọi là ổ khóa ngậm cánh cửa trước lái của Avell 2016. Đấy. Hàng xịn GM anh nhé, và hàng xịn luôn đây này. Đấy. À, với cái bộ cơ cấu đóng mở cửa này, nó mở cả bằng điện nha anh em nhé. Rất chất luôn. Anh em mà cần tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.